Con người bây giờ một chiếc điện thoại họ cầm thôi là họ chỉ biết cái chiếc điện thoại thôi, chứ họ không có biết những con người xung quanh đang sống làm sao. Có khi một đứa con của mình nó lớn vô cùng lớn, vậy mà nó cầm chiếc điện thoại nó bấm không à, mà nó không biết cha mẹ nó đang giờ này đang làm cái gì, đang nấu ăn thì sao, để dọn bàn ăn lên cho nó ăn thì sao. Mà tới giờ ăn rồi xong, người cha người mẹ kêu con ra ăn cơm con, bắt đầu nó ra nó ăn cơm xong cái nó để chén xuống, cái này giờ nó bấm nữa. Vậy thì cái cảm giác của đứa con này nó không bao giờ nhìn nhận được cái chuyện khó khăn của người làm cha làm mẹ gì hết quý vị à. Nên nếu mà tuổi trẻ mà nghe được như vậy, mình tự xem là hành động mình đi. Nên những đứa nói có những người đi vô tới trong chùa mà cứ ngồi nó bấm, hoặc là có những thanh niên mười mấy tuổi, con gái đồ gì mà nó ngồi gốc cây gốc đồ, nó ngồi nó bấm đó quý vị, nó bấm tối ngày luôn. Mình chỉ thẳng vô mặt nó một câu, mày nói mày bấm cái này mày ăn cơm no không, mày bấm cái này mày có cơm ăn không, rồi cuộc đời mày bấm cái này mày làm giàu phải không. Nên quý vị biết rằng những đứa bấm lên mạng, những đứa thấy có những người ta chỉ cái cách kiếm tiền mà trên mạng, những đứa nói đúng là làm thân đi thịt chạy chết gục theo cỏ cây. Như vậy đời mình như vậy, đời con mình tiếp tục là làm cái ngành này á hả, làm cái nghề mà mình kiếm tiền trên mạng vậy đó quý vị. Con người nó phải xác thực trong cái cuộc sống chứ sao mà một là gì, quay phim quay này quay kia, làm hình ảnh này kia lạ lạ để làm cho cái like đông để mà kiếm tiền cái cách đó, hoặc là như thế nào, hoặc là kiếm tiền trên mạng bằng cách này cách kia cách nọ. Không lẽ giờ con mình tiếp nói là như vậy quý vị? Thật sự đó là không phải là góc độ người sâu sắc, mà cái góc độ con người nghe đạo sâu sắc á, là mình phải đem cái cuộc sống nhân sinh này để áp dụng làm sao mà mình nhận thức được cuộc đời của mình làm một cái việc gì đó trong cuộc đời này. Khi có được cái thân người mình phải làm cái gì đó trong cuộc đời này nó mới ý nghĩa được quý vị. Phải có một cái nghề gì cho nó đàng hoàng, nghiêm túc. Thí dụ như giờ mình là người nghe đạo rồi, mình chỉ con cháu mình, con à, cha mẹ ông bà biết đạo hiểu rồi, cái nghề nào nè, sát sanh nè là không bao giờ tồn tại đâu, kiếm tiền từ nghề sát sanh là không tồn tại nè. Rồi con mở ra những cái chỗ mà cho trẻ em mà chơi game đồ nè, cái này không có tồn tại đâu. Bây giờ con cứ nghĩ đi, con có con của con nó bỏ học, nó ngồi cái bàn game hoài đó, rồi con chịu không? Không. Vậy thì con mở ra cái này mà để cho con người ta chơi thâu đêm suốt sáng, tạo trò chơi này trò chơi kia để bắt mắt, để con người ta ghiền mà bỏ học. Vậy thì con chịu cái quả báo cái kiếm tiền qua cái chuyện này, sau này khi phước nó hết rồi là sự nghiệp gia đình con tan nát. Thấy không? Mình chỉ con cháu mình những cái nghề nè, một là gì, sát sanh là không được làm, hai là mở cái nơi mà chơi game đồ này kia, trò chơi này trò chơi kia là không nên làm, ba là thí dụ như mở ra khách sạn đồ này kia đồ mà cho con em người ta mà thuê phòng ngủ đồ này kia đó quý vị, con trai con gái đồ vô để ngủ để mà có tiền bạc đó. Tuy là cái mình làm nhìn giống như nó rất là đúng về giấy tờ pháp luật, nhưng mà về định luật nhân quả tạo cơ hội cho con người ta để mà hư hỏng và tạo cái nghiệp, đúng không? Quý vị nhìn nhận đi, bây giờ mình có con gái đi, bây giờ con gái mình nó bị con trai người ta dẫn đi vô trong khách sạn đồ ngủ, quý vị đồng tình không? Đúng không? Đó là cơ hội mà, tạo cơ hội mà quý vị. Rồi thí dụ như con mình đi học sau này nó làm mấy cái nghề mà như thí dụ như nó làm cái nghề mà phá thai, thí dụ như bác sĩ phá thai, nói với con mình thôi con đừng có làm nghề này. Bây giờ con cứ nghĩ đi, cái nghề này là cái nghề giết người rõ ràng mà, cái nghề này là kiếm tiền giết người. Bây giờ con có học mà con làm cái nghề này là cái nghề tạo nghiệp, không nên làm. Những đứa đã thấy bao nhiêu người bác sĩ làm nghề phá thai quý vị, tới sau này trời nó kinh khủng lắm quý vị ơi, con người không còn bình thường nữa, nó kỳ cục dữ lắm kìa. Tại vì làm nghề phá thai là làm nghề giết người, rồi sau này nó bị ám ảnh trong cuộc đời là nó cứ thấy thai nhi ào 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 đến tìm đi quý vị ơi. Bác sĩ làm nghề phá thai á, có những khi mà họ kể như Đức nghe mà họ gấp có những cái thai mà bự ra mà trời, gấp chân gấp cẳng gấp tay, cắt cái đầu đồ bé đồ lôi ra, bóp cái não cho nhừ ra, gấp ra từ từ. Quý vị thấy đáng sợ không? Nó nên cái nghề thí dụ như làm nghề phá thai đừng có làm, hiểu không? Cái nghề đó rồi chứa mà cái kiểu mà bài bạc, chứa bài bạc đừng có làm. Bây giờ thí dụ như gia đình mình mà chồng vợ mình mà muốn bài bạc là bác thằng bằng, bây giờ mình đi chứa bài, mình chứa cho người ta quýnh bài để mình sâu tiền, mình lấy tiền. Quý vị coi cái này tồn tại không? Không tồn tại. Rồi thêm cái gì? Chơi hụi đừng nên chơi, đừng nên làm thầu hụi, đừng nên làm. Cái này vẫn là cờ bạc dính vô hết mà. Nếu là một người Phật tử thì đừng nên chơi hụi. Tại vì sao? Mình chơi lâu ngày mình mê, có ngày nó hết tiền, nó gom một phát, nó sạch nhách luôn. Chứ vì biết sớm muộn gì nó cũng gom quý vị à.
chơi là chơi vậy đó, nhưng mà một ngày nào kẹt quá nó dứt quý vị một cái là tiêu, hiểu không? Nó nên thí dụ như giờ tiền bạc trong túi chắc ăn, có khi nói thôi giờ tiền bạc nhiều quá thôi đưa cho chị mượn nè, rồi chị mượn mỗi tháng chị đưa cho em chút đỉnh em xài này kia, vậy đó mà nó trả một hai tháng đầu xong nó dứt một cái vốn lời sạch nhách hết trơn. Có không? Có đó. Nên có tiền bạc để trong người xài vẫn chắc, từ từ lấy ra, như vậy đó mà ổn. Nên những đức nói nếu quý vị mà nghe đạo một số nghề mà tạo nghiệp tuyệt đối đừng nên làm, tại vì cái nghề tạo nghiệp sớm muộn gì gia đạo cũng lộn xộn lu bu, chắc chắn 100% luôn á. Nó nên cái việc mà những đức mà nhắc lên như vậy đó, chúng ta bao nhiêu con người được nghe như vậy nè, mình dạy rộng ra con cháu của mình những cái nghề này, mình chỉ điểm cho nó, chỉ điểm cho nó những cái nghề như vậy đó không có nên làm. Chúng ta nên làm những cái nghề chân chính đàng hoàng. Thí dụ như đức đã thấy nè, nhiều người làm cái nghề sát sanh như vậy mà kiếm được tiền nhiều mà bệnh đau và te tua hết trơn. Như vậy mà sau này nghe Phật pháp rồi chuyển qua cái nghề bán rau đơn giản thôi, như vậy mà gia đình vẫn là ổn định quý vị. Giống như có cái cô nhìn đức kể mà ở ngoài quê thầy Nhân ăn á, ôi ơi làm nghề sát sanh mà quý vị biết rằng á, vậy mà gia đạo bệnh đau và chết rồi. Chính cô này á thì tự nhiên vậy, cái tự nhiên nó té cái đầu nó sụi bại luôn, rồi cái miệng không còn nói chuyện được, câm luôn, mà còn ú ớ mà nghe được quý vị. Vậy mà được người ta tặng cho một chiếc máy nghe pháp của mình, mà cổ nghe cái cổ thành tâm của niệm Phật, cổ niệm Phật, vậy mà từ từ cổ khỏe cái chân lại và cái miệng cổ khai khẩu cổ nói được luôn. Cứ vô đây hai lần tu rồi đó, rồi sau này tự nhiên cái không còn làm nghề sát sanh nữa. Như vậy mà gia đình chỉ có mảnh đất nhỏ nhỏ trồng rau thôi, vậy mà cô chở rau cô đi bán, mà cô nói rằng ngày xưa làm nghề sát sanh mà gia đình không ổn định, bây giờ một cái vườn rau đơn giản mà gia đình lại ổn định. Những đức nói cho quý vị nghe nha, nếu vợ chồng con cháu mà biết tu thì gia đình dù làm ít tiền vẫn dư luôn, ít tiền mà dư. Còn gia đình mà không biết tu thì mạnh chồng chồng xài, mạnh vợ vợ xài, dù làm nhiều tiền nhưng mà không dư. Bây giờ điển hình ở đây những đức thấy rõ ràng luôn, có một cặp vợ chồng như vợ chồng anh Bảo đi vô chùa tu thường xuyên. Những đức nói hai vợ chồng này tuy là cư sĩ nhưng mà vợ cũng cạo đầu mà chồng cũng cạo đầu, mà bây giờ vợ là hình như không đi làm, ở nhà coi con thôi, có mình chồng làm. Mà những đức thấy một tuần là ở chùa mình hết 3 ngày, cứ tuần là 3 ngày mà cũng lai ra 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 vậy, mà vợ chồng cũng có xe hơi nha. Lai ra 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 vậy đó. Những đức hỏi hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm. Mà rất là nhiều cặp vợ chồng trẻ, những đức nói từ khi mà những đức hướng dẫn tới bây giờ cái tự nhiên sống đơn giản vậy mà nó lại ổn định. Như vậy ngộ thai là xài tiền rất là ít vì ăn chay, chồng không nhậu nhẹt, không đi chơi bờ, còn ngày xưa thì nhậu nhẹt đi chơi, cuối cùng thì làm nhiều tiền nhưng mà đổ vô những cuộc chơi mà tạo nghiệp, vợ ở nhà thì lo âu bận tâm, thì cuối cùng gia đình nó đã lộn xộn cái tâm rồi thì làm sao mà thịnh vượng. Bây giờ nghe đạo rồi tự nhiên vợ tin chồng, chồng tin vợ, rồi con cái biết tu luôn, ăn chay đơn giản gọn nữa, mình từng 2-3 ngày đi về chùa mình tu rồi, nên nó không xài tiền gì cả, nên làm được nhiêu dư nhiêu, mà ăn chay nó lại khỏe, nó không bệnh nữa chứ. Thì từ nơi đó đồng tiền tuy là có ít nhưng mà dư, còn lúc trước có tiền nhiều nhưng mà bệnh, xài tùm lum mãn hết trơn, rồi bận tâm, rồi lo, rồi ăn diện, không biết tu thì diện nhiều nữa, quá trời diện luôn, rồi từ từ sao, rồi bắt đầu là tiền bạc nó mất sạch nhách hết trơn. Nên từ nơi đó mà mình mà biết tu rồi thì sao, thì gia đình nó tự nhiên nó bình an và hạnh phúc. Cái Phật pháp này nè nó hay lắm đó quý vị à, nó rất là hay luôn á. Bởi vì chính những đức đã cảm nhận rõ ràng là chính bản thân những đức này đi làm 10 mấy năm mà nó không dư là do xài mà ra không á. Làm bao nhiêu là xài bao nhiêu, có tiền nhiều là xài nhiều, tiền ít là xài ít, xài sạch. Còn có khi không có tiền cũng đi mượn tiền xài luôn, nên làm 10 mấy năm không dư một cắc. Vậy mà đi vô chùa tu bây giờ những đức ăn chay, theo như những đức bây giờ sống quý vị, như những đức ăn chay bây giờ ngày là 3 buổi cơm, đúng những đức là ăn cơm 3 buổi, không có ăn đồ ăn thêm dặm cái gì thêm chứ. Với thêm những đức không uống cà phê, không uống nước đá, không uống nước ngọt, không ăn kem, không ăn bánh ngọt. Có nghĩa là rất nhiều thứ những đức không có thích dùng, những đức chỉ thích ăn cơm thôi à. Mặc dù nấu lẩu hay làm cái này kia là cho đại chúng ăn, những đức ăn chung chung vậy thôi, chứ những đức thích ăn cơm. Cái con người như đức là thích nhất là được ăn cơm vậy thôi à, chứ không có thích ăn thêm cái thứ gì nữa chứ. Vậy mà cũng mập bình thường. Thì những đức thấy rằng là như những đức một ngày những đức sống bây giờ thì có thể một buổi ăn những đức là 50 ngàn là dữ lắm rồi quý vị. Chắc 50 ngàn không hết đâu, tại vì ăn chay có một chút đó, sao 50 ngàn dữ vậy.
Quý vị coi, như một ngày những đức ăn chắc nghĩ là nếu mà có 100 ngàn là thoải mái dữ lắm luôn á. Như những đức chắc không hết 100 ngàn đâu. Đó, thì quý vị coi á, thì cái đồng tiền những đức xài không có bao nhiêu tiền. Rồi thêm cái nó đâu uống cà phê, cà pháo gì đâu, không hút thuốc nữa. Vậy thì quý vị coi cái cuộc đời rất là khỏe. Nên tại sao những đức đi tu á, nó càng tu nó càng khỏe là do cái gì? Do nó không có xài tiền nhiều. Nếu như bây giờ, thí dụ như bây giờ người đi tu mình đi, mà một ngày mình xài rất là ít tiền như vậy thì mình khỏe, mình đâu có cần đi xin tiền bạc của ai đâu. Tại vì mình rất là khỏe. Như bản thân những đức là rõ ràng luôn đó. Nên những đức nói với nhiều anh em trong chùa, nói đi tu hay ngoài đời như tập đi, đừng có bị cái ghiền. Nên trong chùa mà gặp một cái chú nào mà ổng mà chỉ cần đi đâu cũng cầm bình trà, ly trà. Những đứa có thằng cháu, thằng Phi á, cầm cái ly trà, những đứa nói con nít con noi mà tập uống kỳ cục, đi tự nhiên đi uống trà làm chi cho nó mệt không? Kẹt chẳng đã, ngồi chung uống ly chơi mà còn không uống nữa, tại vì nó sốt ruột, uống được. Nên từ nơi đó bây giờ mình đi tập cầm ly trà mình uống thì mình thành cái thói quen là uống trà. Mà mình uống trà thì phải cần người ta cúng trà. Còn nếu như mình không uống trà thì khỏi cần cúng, đúng không? Mình uống cà phê nên người ta mới cúng cà phê. Chứ nếu như mình không uống cà phê thì cúng cà phê làm chi? Nên từ nơi đó chỉ cần ăn cơm đơn giản, để cho cuộc đời mình nó trở thành đơn giản nhất luôn. Mà càng đơn giản thì càng vui. Quý vị nhớ nha, cái cuộc đời càng đơn giản thì càng vui. Thí dụ như các cô mà sồn sồn trẻ trẻ đây mà tiếp nhận Phật Pháp, mà từ khi biết những đức tới giờ đó, mấy cô để ý mà mấy cô mà không có son phấn, mấy cô khỏe không? Mấy cô ngủ nó khỏe, trời ơi là trời, nó khỏe quá trời luôn. À, nhưng mà mấy cô nhớ ngày xưa mà cái lúc mà chưa đi tu mà bằng đi mà mấy cô đánh một bệt không? Trời ơi, gối mình nó dơ, đừng có nói nữa. Nó dơ bầy hầy, đừng có nói nữa. Mà nó ngộ thay là bây giờ quý vị mới thấy ra mình sung sướng. Càng đơn giản như nào càng sung sướng, như nãy chính những đức cảm giác được nè. Nó đơn giản dữ lắm luôn á. Như vậy thì cái việc tu mà giải thoát của mình thì nó tiện lợi con đường giải thoát cho mình. Vì mình quá đơn giản, quá bình dị. Nên những đức nói tu càng lâu phải càng đơn giản. Thí dụ như bây giờ mình là người xuất gia tu đạo, đừng có tập cái bệnh mà thí dụ như mình đi đến đâu là mình mong người ta phải cung phụng mình dữ quá. Đừng nên làm như vậy. Vì đó là một cái thói quen, mà thói quen này tập lâu ngày sẽ trở thành một cái bệnh. Thí dụ như mình đi đến đâu đi, người ta cho mình ở chỗ nào mình ở chỗ nấy, hoặc là cho ở chỗ sang trọng, mình nói thôi tốn tiền lắm, có cái chỗ nào cho nằm ngủ đêm được rồi, chứ đừng có mướn cái chỗ mà mắc tiền, nghe không? Trời, mình là ông thầy mà mình nói một câu gì Phật tử người ta kính trọng biết bao nhiêu mà nói. Mình đi dạy chi mà mình ở cái chỗ khách sạn gì sang trọng, đừng có ở. Ví dụ như người ta thuê một người ta quý mình quá, mình đi đến đâu đi, người ta quý mình quá, người ta thuê một cái chỗ sang trọng cho mình ở, đúng không? Nó không, người tu đừng có vậy. Thầy dễ lắm, chỉ cần cho thầy cái giường được rồi, cái chỗ nào có cái quạt cũng được, không sao đâu. Hoặc là mát mát một chút thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, chứ đừng có thuê một cái phòng bự làm chi mà người ta đánh giá chết. Mà quý cô quý chú làm gì, thầy mai mốt thầy quen cái bệnh gì, rồi mai mốt đi đến nơi khó khăn thầy có chịu. Mà khi không chịu rồi mắc lòng với người ta. Thôi đơn giản đi, đơn giản để thầy đi đâu thầy cũng được đơn giản, nghe không? Quý vị mà như vậy thì Phật tử người ta kính trọng mình vô cùng. Chỉ một cái việc sống thôi mà mình đơn giản là người ta kính trọng, mình làm được những việc lớn lao dễ dàng. Còn ví dụ như mình là ông thầy nhưng mà người ta thuê một cái chỗ sang trọng cho mình ở, mình ở, mình ở xong mai mốt mình quen đi đến nơi khác người ta thuê một cái chỗ nhỏ quá cho mình ở, mình nói ồ thầy gì mà con, thầy quen rồi, ngủ phải có máy lạnh đồ, phòng ốc nó bự, hoặc là chỗ thầy tắm phải có nước nóng đồ con ạ. Rồi có cái bàn khách để mà mình ngồi ăn uống đồ, trái cây đồ này kia con, cà phê sữa đồ nghe. Mình mà bài bố ra vậy thì Phật tử tiên người ta lo được. Nhưng mà tao quay ngược lại tao nói, ủa ông này ông đi xuất gia mà ông còn dữ dằn hơn mình nữa chồng. Đúng rồi, ta đánh giá ngược tiên người ta lo, nhưng mà trong lòng người ta sẽ quay ngược lại ta nói mình. Nhưng mà khi mình nói với người ta là thầy đơn giản, thầy bình dị vậy đó, nhưng mà trong lòng người ta nói ô thầy này công nhận dễ thương thế ghê, ông sống đơn giản quá vậy ta, quá đơn giản rồi. Mà mình đơn giản như vậy thì sau này sự cố cuộc đời mình có trở ngại cái gì đi chăng nữa thì người ta hộ trì mình nó cũng dễ nữa. Mà nhiều người ta muốn hộ trì vì ông thầy này ông quá đơn giản, nuôi ông dễ. Mà nuôi dễ thì ai cũng muốn nuôi, còn nuôi khó thì ai mà dám nuôi quý vị, đúng không? Nó nhận thức được như vậy thì tức khắc những người xuất gia trong chùa mình ai cũng là người đơn giản bình dị chứ. Nó cái mà ta cho mình ăn nhiều quá mình cũng không muốn, thôi làm ít ít thôi, ít ít thôi, thầy ăn đủ thôi được rồi, chứ đừng có làm nhiều dư làm chi, biết không?
Mình cứ như vậy mà mình sống đi. Mình là người tu cứ như vậy đó. Cư sĩ cũng vậy nữa, đi đến nơi nào cũng vậy chứ. Mình đi đến nhà người ta ăn cái là như thế nào, người ta dọn đồ ăn cho mình ăn đồ này kia đó. Mình không có dám chê khen. Rồi thêm cái nữa là mình không có chịu mà cho người ta làm bận tâm, làm phiền người ta. Quý vị nhớ mình là người tu đạo nghe, bất cứ đi đến đâu đừng có làm phiền người khác, đừng có làm phiền người khác. Nên trong chùa mình những đức mỗi lần mà bố trí cho mấy cô mấy chú đi phóng sanh hay đi đâu nghe, là những đức luôn luôn duy trì cái việc là trong chùa phải giải quyết vấn đề từ đầu, là những đức sắp xếp sẵn hết. Còn có hàng Phật tử đi chung là chỉ đi chung, còn hoàn toàn trong chùa là phải lo hết, từ A tới Z lo hết luôn. Không bao giờ cái chuyện mà đi đến đó Phật tử đằng đó lỡ, đi đến đó Phật tử kia lo, đi đến đó phải kêu Phật tử đó lo. Không, không có chịu như vậy. Vì sao? Mình không có biết cái lúc này nhà người ta làm ăn làm sao, hoặc là gia đình người ta lúc này có thuận ngoại không. Mình kêu người ta rồi người ta gắng cố gắng đó, rồi lỡ có cái chuyện gì nhà người ta lu bu rồi sao. Mình nên mình phải luôn luôn là chủ động để mình đi cái chương trình của mình cho nó đàng hoàng. Nên những đức luôn luôn là như vậy. Nên mỗi lần mà thí dụ như lâu lâu cho mấy chú mà đi xuống Vũng Tàu đồ chơi đi, lâu lâu cho một lần, năm một lần vậy đó, thì mấy ổng đi cái là những đức bố trí à, đi đến quán đó vậy ăn mình trả tiền nghe, đi đến nhà đó phóng sanh mình trả tiền nghe không, đi đến đó vậy mình trả tiền nghe không. Còn Phật tử đưa tiền nói có dịp ngày Chủ Nhật lên cúng dường Tam Bảo đi, không có nhận tiền, đi ra ngoài không có nhận tiền. Tập thành cho người trong chùa mình thành cái thói quen là đi đâu là trong chùa đài thọ lo đi, xong là ai muốn cúng dường về chùa mình cúng dường. Như vậy thì người ta tôn trọng quý thầy. Đây là những đức nói cái nhân sự trong chùa mình thôi, những đức không nói chỗ khác nha. Nhân sự trong chùa mình nó lớn quá nên những đức nói gì để làm chi, cho hàng Phật tử ai cũng nghe ai cũng biết là có quy cách trong chùa mình sống như vậy đó, để người ta chung tay người ta hộ trì cho chùa mình nó đàng hoàng. Chứ nếu như mà người ta không hiểu, người ta làm cho quý thầy quý chú trong chùa mình ra ngoài hư thì sao, hiểu không? Đó là cái điều rất là quan trọng. Nên những đức nói rằng là đem Phật pháp áp dụng trong cuộc sống, đừng bao giờ đi đến đâu mà làm phiền người khác. Từ một bộ đồ, từ cái áo, cái quần, mình phải tự chủ động đi, đừng có làm phiền người ta. Nó bản thân những đức như vậy, những đức chia sẻ cho quý vị nghe như vậy đó. Nên từ khi mà những đức biết hàng Phật tử tới bây giờ, có một vị nào mà quý vị thấy những đức làm phiền quý vị không? Không đâu. Những đức nói rằng nghe, những đức mà nhờ một Phật tử nào, thí dụ như lâu lâu mà những đức nhờ ai mà mua giùm cho những đức á, quà pháp thí dây chuyền rồi để những đức tặng Phật tử đó, mua bao nhiêu là phải lỡ trả tiền. Những đức không bao giờ chịu cái chuyện mà nhờ rồi mà la không lấy tiền. Tôi nhờ mà trời, tôi nhờ mà không lấy tiền, mai mốt miệng mồm nào nhờ, miệng mồm nào nhờ đây. Tại vì những đức đã từng kinh nghiệm qua những cái cuộc đời những đức ta thấy qua này. Có khi mình là một ông thầy mà nhiều Phật tử người ta quý quá, cuối cùng mình nghĩ là người ta quá quý mình à, mình quên mất tiêu cái chỗ này. Nhờ người ta xong cái bỏ qua, nhờ người ta cái bỏ qua, nhờ người ta cái bỏ qua, không nói gì tiền bạc hết. Lâu ngày người ta không nói thẳng, mà phía sau người ta nói thì sao? Ông thầy gì mà kỳ cục còn hơn cái gì nữa, cứ nhờ hoài mà không chịu nói tiền bạc hết chứ. Cứ lễ lọc rồi con mua cho thầy cái này cái kia, mua rồi xong cái qua lễ im re, không nói cái gì hết trơn, kỳ cục còn hơn cái gì. Người ta nói với người ta bức xúc, người ta tức lên, bắt đầu là tự nhiên người ta chán đạo luôn, người ta bỏ đạo. Bỏ đạo xong người ta đi riêu rao tùm lum hết trơn, đúng không? Nên mình phải kinh nghiệm cái chỗ là nhờ cái gì là mình phải trả tiền. Còn nói rằng thôi thầy để con cúng dường không, cái này là thầy nhờ con là thầy phải trả tiền. Còn nếu mai mốt con muốn cúng là tự con cúng, còn hôm nay thầy nhờ là con phải lấy tiền để mai mốt thầy còn nhờ được. Còn nếu như bây giờ nhờ rồi mà không lấy tiền, mai mốt không có nhờ được. Riêng những đức là không làm được như vậy. Cái này là quý vị dù là cư sĩ hay xuất gia hay tu đạo gì hay không tu đạo gì, cái hành động này phải giữ đó. Phải giữ cái hành động là đừng nên bao giờ mà lợi dụng người ta. Mình lợi dụng người ta là không có được. Mình đừng bao giờ mình dựa vào tình cảm mình lợi dụng người ta làm chi. Có người mình sống mình lợi dụng là mình mất uy tín liền, chắc chắn 100% là mất uy tín. Đừng có nên lợi dụng người ta. Thí dụ như quý vị là trưởng đoàn rồi, quý vị dẫn người ta đi tu đi. Quý vị muốn là một trưởng đoàn phát triển được cái phái đoàn đi tu của mình nghe, là phải rõ ràng và nghiêm túc. Rõ ràng và nghiêm túc. Hôm qua nhà đức gặp một cái cô này bên thị sĩ có về. Quý vị biết rằng nghe, đúng là cái phước của một con người mà khi tạo ra giày nó lạ kỳ vô cùng. Cô kể như đức nghe cô nói nè, thầy ơi, thầy biết rằng con thì không có chồng, mà con thì lớn hết trơn ở nước ngoài không, điều kiện cũng không thiếu.
Cách nay 3 năm con về lại Việt Nam, ở Vũng Tàu này, cái tự nhiên con thấy không, mình tiền nhiều quá, mình mua đại đắc thí đi. Vậy mà con mua tổng cộng là 15 mẫu đất, mà toàn là đất mà nó không, lúc đó nó chưa có phải là nó những cái nơi đặc biệt, mà tự nhiên bây giờ 15 mẫu đất của con nó thành ngay trung tâm, ngay trung tâm luôn. Hồi xưa con mua đất là mua tính công, tính mẫu như vậy, mà bây giờ đất của con nó tính thước là bây giờ một công đất nó thành ra khoảng là 20 tỷ, trong khi lúc đó một mẫu nó khoảng mua chừng 1 tỷ hay 1 tỷ rưỡi. Vậy mà bây giờ đất của con là một công nó thành hơn 20 tỷ. Mà bây giờ thầy nghĩ đi, 15 mẫu đất mà con đâu có chồng, rồi con đi ngoài nước ngoài hết chứ. Con thấy rõ ràng thầy ơi, có nghĩa là cả đời của con là cái câu này của nói là con thích bố thí lắm, con rất là thích bố thí. Có nghĩa là ai khó khăn, ai nghèo, con gặp khó khăn là con giúp đỡ hết. Rồi thêm cái nữa là những đức biết cái câu này, mỗi lần cô đặt máy nghe pháp của chùa mình là cô đặt cả ngàn cái cô đem đi, cô đi tặng. Có nghĩa là cô đặt ở nước ngoài, cô đặt xong là cô kêu người thân trong Việt Nam ở đây đem đi tặng ở chỗ này chỗ kia tùm lum tùm la. Mà cô làm hoài, cô nói rằng thầy biết rằng nè, con tài sản rất là lớn, nhưng mà có khi thầy biết rằng con làm con không còn một cắt bạc luôn đó thầy, không còn một cắt nào luôn. Thì tự nhiên con vừa hết tiền một cái, thì cái người mượn tiền con mà từ xưa giờ rất là lâu, cái bắt đầu tự nhiên bây giờ họ cầm tiền là họ trả con à. Có khi con cho mượn tiền con chưa bao giờ suy nghĩ họ trả luôn, tự nhiên khi con vừa hết tiền cái họ cầm tiền là họ trả. Con vừa hết tiền cái tiền đến. Thì con thấy rõ ràng thầy giảng đúng. Có nghĩa là thầy giảng chỉ cần con người có phước thì tự nhiên á, nó sẽ không bao giờ thiếu. Đây là 100%. Mà cũng ngồi hôm qua có nói chuyện, có nói ôi thầy biết rằng con á, là cúng dường xây chùa là tính ra 2-3 ngôi chùa là con cúng dường con xây. Nhưng mà thầy biết rằng là 2-3 ngôi chùa mà con cúng dường con xây đó, là 2-3 ngôi chùa này không có ngôi chùa nào con đến con tu được hết chứ. Thì đứa hỏi ủa sao à? Tại vì họ tu con tu theo mới được, họ tùm lum tùm la trong hết trơn á. Rồi thêm cái nó vậy mà chùa thì con sang vậy mà lâu lâu mà con chỉ cần về mà con ghé một cái mà con thấy nó kỳ ngay cái chỗ này. Bà nói rõ ràng luôn, mình chia sẻ giờ tôi cũng đâu nói tên ai đâu, nhưng mà rõ ràng bà nói vậy nè, thầy biết rằng nó kỳ cục lắm. Mình vừa đi đến chùa một cái tự nhiên chỉ mình cái con mái nhà chùa bị hư rồi con ơi, cái giảng một chút nữa sau hè con nhà ăn này thầy định xây lại con ơi, tượng Phật này thầy phải sơn lại con à. Cổ nói rằng là mỗi lần đến chùa là cứ gặp tình hình này không à. Mà cổ nói là con rất là có tâm cúng dường thầy, nhưng mà giết mà cái tâm phàm phu con mà cảm thấy con bực mình luôn á. Bực mình là sao sống nó kỳ quá. Còn con khoái nhất là con đi đến đây, tính ra con đi đến đây tính ra 4-5 lần, mà gặp thầy là 2 lần. Mà chưa bao giờ thầy gặp mà thầy nói là chùa bị cái gì, cả xây dựng mà thầy cũng không nói là chùa xây dựng luôn nữa, chỉ có chia sẻ nói gì tùy duyên người ta. Còn ngoài ra chưa bao giờ gặp con mà nói một tiếng gì. Như vậy mà con vẫn thích cúng dường. Thì qua trường hợp này những đức chia sẻ cho người trong chùa mình, quý thầy quý chú mình nghe là cái gì? Rõ ràng mình chỉ cần chăng thật lo tu thì Phật tử tự nhiên phát tâm cúng dường và quý mến. Đúng không quý vị? Xác thực luôn. Đây là 100% mà người ta nói, người ta cho những đức đó, người ta chỉ dạy những đức luôn á, mà người ta nói những cái việc mà phong long của người ta thôi mà những đức cũng nhìn ra được. Những đức nói ô thì ra là nó rõ ràng ấy. Nó nên chỉ cần mình lo tu thôi là tự nhiên cái duyên nó chiêu cảm lạ lắm. Cả hàng Phật tử cũng vậy nè, giảng đoàn đi cũng vậy, quý vị chỉ cần mở rộng tâm lượng ra thôi, quý vị thấy ai khó khăn quý vị cứ bao tiền xe người ta đi, mà lạ thay quý vị bao tiền xe còn có người hộ trì quý vị à. Nó kỳ cục như vậy đó. Quý vị chỉ cần nhiệt tình như người ta là người ta sẽ đến với quý vị. Tâm bao nhiêu người ta đến với mình bao nhiêu, tâm mình lớn bao nhiêu người ta sẽ đến với mình bao nhiêu. Đó. Nên mình mà đi tu rồi nó đổi cái tâm lượng mở rộng ra. Nó đổi cái tâm mở rộng ra. Đối với anh em, đối với người khó khăn, mình cần giúp được mình giúp. Mình đừng có chờ người ta phải mở lời chỉ cho nó nặng nề. Quý vị cho người ta dễ, người ta cho quý vị dễ. Quý vị cho người ta khó, người ta cho quý vị khó. Cái nhân cái quả nó tương đồng dữ lắm luôn á. Nó rất là tương đồng. Nên mỗi một con người mình tu học mà mình vui vẻ được là do cái tâm của mình nó mở ra nè quý vị. Tâm mình nó mở ra nè. Chứ đừng có nói mà mình làm một việc thiện gì mình tính toán so đo từng chút từng chút từng chút. Mình làm nó nặng nề dữ lắm, thà mình không làm mình niệm Phật còn ngon hơn chứ. Ngon hơn nữa. Nên những đức nói cô đó hôm qua, những đức nói câu nó thấy cô thấy chưa?
Cô làm từ thiện, cô làm dữ dằn luôn á, mà cuối cùng cô vẫn bị phiền não đúng không? Tuy là những đứa thấy gương mặt cô rất là tươi vui, nhưng mà cô vẫn bị phiền não đúng không? Cô vẫn đụng độ phiền não đúng không? Nên cô phải lo dụng công niệm Phật cho nhiều nghe. Bà ngồi kế bên những đức, những đức để ý, ủa sao cái cần cổ bà này cái gì mà nó đen thui ghê gớm với chồng. Mình để ý mình nói, à cái bà này công nhận, nếu mà nói tài sản của bà giàu vậy mà bà coi coi bà đeo cái giỏ kìa chồng, cái giỏ của bà đeo ngang cổ quý vị, mà cái quai của cái giỏ bà nó te ra, nó te cũ mà đến mức mà cái da của nó mục ra quý vị, nó mục mà nó đổ xuống dưới cái cổ của bà mà đầy hết trơn vậy. Vì Đức nói công nhận cái bà này, công nhận nha, bà tích phước thì ghê chợ. Tài sản của bà lớn lao mà bà mỗi lần bà đến bà gặp những đức là những đức nói là bà mỗi lần bà cúng dường là không có ít đói những đức. Vậy mà bà đeo cái giỏ mà mình ngồi kế bên mình nhìn thấy, hồi nãy giờ mình thấy, ủa sao cái bà này mà cần cổ bởi gì mà đen thui, bà này bà dơ dữ cái chợ. Bà nước ngoài bởi gì sao bà dơ dữ vậy? Nói này bà cũng nghe đó. À, như nó nói, ủa sao bà này bà dơ dữ cái chợ? Mình để ý một chút mình thấy, à không phải bà dơ, mà là cái vỏ của bà nó quá cũ. Nó cũ đến mức mà da nó mục nát ra luôn, rồi nó te ra luôn quý vị. Nó đổ đầy cổ nó luôn. Rồi xong nhà Đức nói, cô công nhận nghe, tích phước dữ quá nghe. Nhà Đức thấy rồi đó. Trời ơi, cái vỏ của cô cũ mềm luôn kìa. Bà nói, à đúng rồi thầy, nãy giờ thầy nhìn đó, trời cái vỏ con thầy coi nè. Bao nhiêu năm nay mà con quải nó đi. Mà nó mục nát gì mà con vẫn đeo gì đó thầy. Tại vì con nghĩ ra cuộc đời con người thầy ơi, mình tạo phước tạo duyên đại với thầy ơi, chứ giờ có phước mà hưởng á, cuối cùng cuộc đời mình á, không có hưởng được cực lạc đâu. Thôi sống đơn giản bình dị, nên con thích bố thí cúng dường vậy đó, con thích làm vậy đó thầy. Nhưng mà của cải đồ đạc của con là nó như vậy đó thầy. Ví dụ như con á, ở nước ngoài, con về Việt Nam đi, có nhiều người ta xách xe lại ta muốn chở con đi công việc này công việc kia, mà con nói thôi làm phiền người ta kỳ quá, thôi kêu chiếc xe nó chở mình một ngày 3 triệu đi vòng mua đồ đạc, mua cái này mua cái kia, rồi đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia cho nó thoải mái, không muốn làm phiền người ta. Nhưng Đức nói đúng rõ ràng, người ta là cư sĩ biết tu hành không làm phiền người khác. Như vậy mà mình là người xuất gia mà đi làm phiền người khác là tệ lắm, không có nên làm phiền người khác. Nên cả đời của người mình đủ duyên mình làm, không đủ duyên người thôi, tuyệt đối không có làm phiền hàng Phật tử. Nên quý vị đi về chùa, những đức chia sẻ những điều này cho quý vị nghe, đó là cái gì? Một cái hành động sống của một con người tu. Hồi nãy giờ chưa nói gì cái chuyện niệm Phật đó nghe, toàn bộ là nói một cái hành động sống của một con người tu chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta là người nghe đạo, cái áp dụng cuộc sống chúng ta làm sao? Dù bây giờ chúng ta chạy xe ôm hay là chúng ta làm một cái nghề gì thấp kém nhất đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta là người nghe đạo rồi, chúng ta phải áp dụng sống làm sao để cho nó đặc biệt. Những đức thì xin thưa quý vị, nó không có cái gì gọi là hiểu biết Phật pháp nhiều hết. Nhưng chỉ có một cái là con người những đức thật sự mà nói, những đức rất là thích mình tập nhiệt tình quý vị à. Tập nhiệt tình đối với con người, giữa con người với nhau. Và cả đời con người mình tập làm sao mà đối giữa con người với nhau phải nhiệt tình hết lòng. Có cái gì là những đức phan thẳng luôn, nói thiệt luôn quý vị à. Những đức có cái gì những đức phan rất là thẳng. Rồi xong là những đức buông liền, không bao giờ những đức buồn để trong tâm đâu. Nên cái người nào mà buồn những đức mà nói thẳng thẳng là người đó cái như là chết sớm. Sống không nổi với những đức đâu, vì sao? Những đức khoan đại có những khi bất chợt á mà. Tại vì những đức nói con người mình tu mình vẫn còn là phàm phu, mình phải rõ ràng thật sự thôi. Thí dụ những đức nói thật nè, như bản tính những đức nè, có khi nó cũng săn si kinh khủng luôn á. Trời ơi, có khi nhiều bữa mà nó bực bội một cái việc gì công chuyện rồi nó bu vô cái đầu mình nhiều quá. Cái lợi mà mấy cái chuyện này chuyện kia một cái là săn si la âm sùm. Như vậy đó mà chút tí đi là những đức không còn gì nữa chứ. Xong. Hoặc là ngủ một giấc là thức dậy không còn cái gì nữa cả. Đây là cái những đức muốn chia sẻ cho quý vị nghe. Người nghe đạo của chúng ta đừng nên buồn giận người khác để trong tâm. Dù mình có bực bội cái gì quải đi chăng nữa xong rồi thôi. Tại mình nói thật sự, mình vẫn là phàm phu mà, chứ đâu phải đặt tiêu chuẩn gì cao quá đâu quý vị. Phàm phu đang tu mà. Nhưng mà đặc biệt có một cái là đừng nên giận dài, đừng nên để trong tâm giận hờn người ta dài. Như vậy thì quý vị nhất định sẽ an vui và tự tại. Nãy giờ nói chuyện còn là nói cái chuyện vòng vòng ngoài lề đó đúng không? Bây giờ giờ chúng ta nói vô chút xíu nè. Bây giờ mình đi về đây mình tu, mình có cơ hội mình về đây, thì bây giờ chùa mình nó đang rất là chật chội á, chỗ ở nó đầy kín hết trơn, nằm tá lả âm binh hết trơn, tứ tung nằm hết trơn. Nên những đức nói rằng là qua lễ đây bắt đầu chúng ta tiễn một số người
đi qua bên chùa mới rồi đó, tại vì đông quá rồi, nên một số vị mà thường trụ, xin thường trụ rồi đó, cộng tu được qua chùa mới rồi đó. Bắt đầu bây giờ ngôi chùa mới bên đó bắt đầu nhận người đó quý vị, nhận người ở luôn rồi đó. À, những đức nghĩ là từ đây tới Tết là hình thành ngôi chùa mới đông á, à, nên á, mình được cái duyên về đây mình tu. Bây giờ hai ngày mình ở đây, ví dụ đi, mình miêm mặt mình tu. Từ ở nhà là mình cắt điện thoại ở nhà đi, hai ngày của mình không ai réo được mình chân á, để mình tu làm sao mà cho nó lợi ích trong hai ngày này, thật sự có được lợi ích. Cái mà mình đi vô chùa mình tu mà được lợi ích đó quý vị, là do gì? Mình nghiêm túc mình tu. Từ cái ngồi ăn đồ, cái này cái kia đồ, mình đều hòa nhập được hết. Dù ở nhà mình có thể mình ngồi niệm ấm chăn im, mình ngồi cái nơi sang trọng, nhưng mà mình vô đây rồi, dù mình ngồi dưới đất đi chăng nữa mình cũng cảm thấy mình vui nữa. Cái đó là hòa nhập được ngôi tam bảo nha quý vị. Rồi buổi tối khi nằm đây ngủ mà tràn lan đại hải đông đúc người ta, mà mình vẫn ở được, mà mình tu hai ngày, mình miêm mặt mình lo mình tu hành. Rồi hai ngày nay quý vị nghe như thế nói chuyện, rồi mình lễ Phật, rồi mình được phóng sanh, rồi mình được cúng tế thực. Có nghĩa là mình làm sao mà mình buông xuống bản duyên trong hai ngày nay mình làm. Bây giờ tôi buông xuống luôn buông được, nhưng mà hai ngày vô chùa tôi buông được hai ngày. Hai ngày này là tôi không mong mỏi kiếm tiền, tôi không nghĩ đến tiền, tôi không nghĩ cái gì về vật chất cả. Tôi hai ngày nay là giống như là nó sạch sành xanh, nó gọn hơn luôn vậy đó. Thử hai ngày để xong, để tu trong chùa. Đây là cơ hội, tại vì vô đây tu xong tới giờ xuống có người nấu cơm sẵn rồi. Cơ hội có đầy đủ luôn. Rồi đói bụng thì xuống tự nhiên dưới bếp có đồ ăn à. Rồi tự nhiên cái gì người ta cũng lo sẵn hết trơn. Chiếu mền gói thì ngủ xong rồi đi về để đó cho người ta dọn dẹp hoặc người ta giặt giũ, đúng không? Nên hai ngày nay là hai ngày mình không cần bận tâm một cái gì cả. Nó làm chồng mà được vô đây thì hai ngày nay cũng không cần bận tâm làm chồng nặng nề. Làm vợ mà đi vô đây thì hai ngày này cũng là thoải mái, không cần bận tâm lo gì. Có nghĩa là ăn cơm xong có thể rửa cái chén cũng rửa được, còn nếu không rửa thì cũng có người khác rửa luôn. Hai ngày nay chỉ cần miêm mặt lo niệm Phật, rồi thoải mái trong tâm, không nghĩ về tiền bạc vật chất, rồi tất cả những việc nói thế gian, việc này việc kia buông xuống hết, đừng có nghe, đừng có nói nữa. Hai ngày nay lo niệm Phật, miêm mặt sống trong ngôi tam bảo, giống như tâm trạng thoải mái nhất, thì hai ngày nay quý vị tu nghe, cái trọng lượng nó cực kỳ lớn. Cái trọng lượng nó lớn dữ lắm. Cái cảm giác đi vô trong chùa vì sẽ hưởng được liền, hưởng cái niềm vui cực kỳ lớn luôn. Nó rồi nhờ cái công đức phước duyên này mà chuyển hóa tâm trạng của mình luôn. Nó chuyển hóa những cái sự đau khổ trong cuộc đời của mình. Như hồi nãy gặp một cái cô nói, cô lợi nói: "Thầy ơi thầy, con biết tu nhưng chồng con nhậu quá thầy ơi. Con nhậu suốt vậy thầy, không biết làm sao mà chồng con nhậu, nhậu quá trời nhậu thầy ơi. Sáng cái là ông nhậu rồi thầy ơi thầy. Sao kỳ vậy thầy?" Nhưng Đức nói: "Tại ông thích nhậu." Thì đấy đơn giản không? Thì tại vì ông thích nhậu. Thôi bây giờ cô biết tu hành rồi, thôi bữa nào cô ngồi xuống với ông bữa, cô nói: "Anh, hôm nay em nhậu với anh. Này em chơi á, chơi với anh bữa đó. Anh thường uống buổi nhiêu, nay anh uống buổi nửa lít. Bữa nay anh buồn lít đi, hai vợ chồng anh uống thả ga một bữa. Thử bữa coi, chơi một bữa nhậu với ông thử coi thì sao." Thì mình mới thấy rằng là trời, công nhận anh, em cũng bái phục anh luôn á. Em uống con xị mà nó nhức đầu, nó say muốn chết luôn. Vậy mà anh ngày nào anh cũng uống một ngày một lít hay lít, anh uống thấy ghê. Công nhận em bái phục anh thiệt á. Nâng uống lên chút đi vị, nâng lên chút, bái phục anh thiệt á. Nên từ nơi đó khi hòa nhập được quý vị mới thấy ra. Khi thấy ra rồi thì tự nhiên á, dù là ông nhậu vậy nhưng mà nó cũng có cái bạn đồng hành, nó vui vui chút á. Vậy đó mà mai mốt cái chừng dẫn đi chùa được đó. Mai mốt cái chừng dẫn đi chùa đó mới nói là công nhận cái bà này đặc biệt nha. Hồi đó tới giờ mà bao giờ mà bà ngồi nhậu với tôi, vậy mà bà đi chùa bữa nay bà ngồi nhậu với tôi chẳng. Hiểu không? Có nghĩa là nó phải là đồng hành được cái nó mới chuyển người ta. Hiểu không? Bây giờ ổng thì ổng nhậu mỗi ngày, mà cô thì cô nhìn ổng là cô nhìn cái góc độ là bây giờ ổng lo nhậu nhẹt, không lo làm ăn hết gì chứ. Rồi cái giờ cô đau lòng, cô khổ tâm, cô làm gì hoài, bây giờ cô có tu hoài cô cũng không chuyển được ổng nữa. Nên hồi nãy như Đức nói một câu, bây giờ cô cứ lo niệm Phật, cô lo tu,
Rồi cô làm sao cô đừng có bị ổng làm cô nặng nề. Trước nhất cô phải đứng lên thẳng được, cô phải mạnh mẽ vui được. Cô có niềm vui được thì cô mới kéo cái người buồn khổ được. Bây giờ ổng nhậu nhẹt mỗi ngày, ổng bê tha là yếu ớt đúng không? Còn cô phải làm sao cô tạo ra cho cô một cái định lực mà chính cô tu, mà được an lạc, được vui trước hết. Con đường này mình phải làm trước nhất, mình phải đi trước nhất, ngon lành đi, rồi mình mới có đủ lực mình kéo người ta, mới kéo người ta được, hiểu không? Còn bây giờ ổng nhậu như vậy, cô gặp ổng cô đau lòng, cô khóc, cô buồn, cô chán. Như vậy thì không khác nào ai cũng là người lụng bại, chứ ai kéo ai. Nên có những người nói rằng: thầy ơi, bây giờ chồng con, vợ con hay là con hư cách này, hư cách kia, cách nọ, thầy chỉ con cái cách niệm Phật làm sao mà để con chuyển hóa được những người thân con đi thầy. Những đức nói cái cách niệm Phật để chuyển hóa là cách nào cô biết không? Là cách cô chỉ có niệm Phật, không cầu xin một cái gì hết trơn. Không cần cầu xin một cái gì hết thì nó mới chuyển hóa. Còn nếu như mỗi ngày cô niệm Phật mà cô quỳ trước Phật mà cô khóc lóc, cô kêu gào, cô cầu xin, Phật không phải như vậy. Phật không phải là kẻ phàm phu mà chúng ta lúc đó thì chúng ta bực bội la sùm mà năn nỉ vài tiếng bắt đầu là động lòng, không phải. Mà Phật là do tâm cảm tâm mà chiêu cảm cảnh. Chứ nó không phải là cái chuyện như phàm phu chúng ta mà cầu xin khóc lóc rồi Phật thương mà tội nghiệp. Không có cái nguyên lý này. Phật là bậc giác ngộ mà làm sao tội nghiệp như vậy. Phật tin sâu nhân quả, Phật nhìn rõ vô thường. Nên từ nơi đó chúng ta chỉ có niệm Phật, trong tâm chỉ có niệm Phật, không cầu xin một cái gì. Nhưng mà cảnh giới của gia đạo, tâm trạng của chính mình càng ngày càng chuyển hóa, càng ngày càng chuyển hóa luôn. Nên cái người mà biết niệm Phật là cái người không cầu xin bất cứ một cái gì cả, không cầu xin một cái gì hết, nhưng hoàn cảnh thì rất tốt, chứ không phải là cầu xin mà được đâu. Còn nếu như cái tâm trạng của người đi tu, đi niệm Phật mà cầu xin, là cái này không phải là người học Phật, mà cái này là những con người đi theo như là cảnh giới của quỷ thần, thì quý vị coi nào là cúng kiến cầu xin, quý vị thấy không? Nên cái người đi học đạo mà cầu xin là đang hướng đến cái cảnh giới của quỷ thần. Còn cái người đi học đạo thật sự mà tiếp nhận giáo dục của Phật Đà là cái người này sửa đổi chính mình chứ không cần cầu xin mới là đúng. Nhớ nghe, học Phật là sửa đổi lỗi lầm chứ không phải đi cầu xin nghe. Tại vì cái khổ của mình là chính mình đã gieo nhân, thì bây giờ chính mình học đạo, chính mình phải chuyển hóa cái nhân xấu để trở thành cái nhân tốt thì là gặp quả tốt. Thí dụ như quý vị lúc trước chưa học Phật khổ vì gia đình, nhưng bây giờ học Phật rồi chuyển hóa cái khổ có được sự an vui, thì tức khắc cảnh giới của quý vị sẽ thay đổi từ từ liền, chắc chắn 100% luôn. Nên cái việc học Phật là cái việc chuyển hóa khổ đau trở thành an vui, chứ không phải là để cầu xin cái gì mà Phật ban bố cho mình hết trơn quý vị. Tại vì Phật nói là tin sâu nhân quả, gieo nhân gặt quả. Thì bây giờ mình nghèo là do trong mạng mình không có phước, thì mình bây giờ phải từ cái tâm mình bố thí cúng dường là từ tâm. Gặp người ta làm việc thiện tùy hỷ, chứ không có tâm hẹp hòi, thấy không? Là phát từ tâm này. Rồi bây giờ mình ngu si là do mình không biết đem cái hay chia sẻ cho người ta, thì bây giờ mình đem cái hay mình chia sẻ cho người ta là pháp thí, thì thông minh lại trí tuệ. Rồi bây giờ mình bệnh hoạn eo ọt khó nuôi chết để yếu, thì bây giờ mình ăn chay phóng sanh. Gặp một con ruồi, con muỗi, con kiến mình không giết, thì từ nơi đó nó chuyển hóa lại, từ từ mình khỏe mạnh, sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Thì Phật nói gieo nhân gặt quả, thì chính mình là nghe đạo để chuyển hóa thì thành ra được cái quả tốt, chứ không phải là đi cầu xin. Bây giờ cái quả báo của mình là mình sẽ bị chết, mình sẽ bệnh đau, mà quả báo là nhân mình gieo, quả mình chịu. Bây giờ mình đến mình quỳ trước Phật, nói: Phật ơi, Phật tha thứ cho con đi Phật, Phật cho con hết bệnh đi Phật, Phật cho con hết bệnh nghe Phật ơi. Hôm nay con đến đây con lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, con cầu xin Bồ Tát Quán Thế Âm tha thứ cho con được hết bệnh đi. Cái này hoàn toàn mê tín hết quý vị, mê tín. Cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm là một cái danh hiệu giáo dục, chứ không phải là chúng ta cầu xin. Đối với cái chuyện học Phật, học Bồ Tát không phải là cầu xin, mà là học theo cái hạnh của Phật và cái hạnh của Bồ Tát để chuyển hóa tội nghiệp của mình là đúng rồi đó quý vị à. Nên tại sao người ta đến người ta lại 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà tự nhiên con người ta nó lại có những sự chuyển hóa? Sự chuyển hóa này không phải là Phật Bồ Tát gì mà chúng ta, Phật Bồ Tát gì dùng năng lực gì để chuyển hóa cho mình, không phải đâu. Mà do vì cái danh hiệu có bụng nguyện, mà bỏ danh hiệu đó vào tâm rất nhiều, nhiều bỏ vào, thì từ từ nhờ cái danh hiệu có bụng nguyện đó mà chuyển hóa cái tâm mình thánh thiện lại. Mà khi tâm mà thánh thiện lại thì cảnh giới tức khắc thánh thiện.
Nên quý vị đi tu học phải nhớ là hướng đến chánh tín, chứ tuyệt đối không nên hướng đến mê tín. Thí dụ như ngày xưa quý vị mang nghiệp phá thai đi, bây giờ quý vị nghe đạo rồi, quý vị bây giờ là sửa đổi lỗi lầm, bây giờ là biết ăn chay, biết niệm Phật. Dù bây giờ chúng ta có chịu cái bệnh đau gì vì cái nghiệp mình đã từng phá thai, mình hôm nay nghe đạo rồi, trong lòng mình nói con từng tạo nghiệp, con từng phá thai, con từng sát sanh nhiều, bây giờ con đã gieo nhân không phải, bây giờ con chịu cái quả không phải, bây giờ con bệnh đau chỗ này chỗ kia chỗ nọ, gọi ung thư tùm lum, thôi con nghe đạo con hiểu rồi, hôm nay con chấp nhận vui vẻ trả nợ. Một phần thì trả nợ, một phần thì phát tâm chân thật niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Dù cuộc đời con khổ đau cỡ nào con cũng vui vẻ con trả. Khi nghe đạo rồi nghe là vui vẻ trả, nhưng lại phát triển một cái phương hướng mới, đó là sanh cực lạc. Chứ không phải như là chúng ta không hiểu là vui trả nhưng không phát tâm sanh cực lạc là cũng thất bại luôn, là cũng đứng yên một chỗ luôn quý vị. Nên cái đặc biệt của người nghe đạo mình là khi gặp sự khổ đau là vui vẻ trả. Cũng như cái bà kia hôm qua bà nói những đức một câu rất hay. Bà nói nè, thầy ơi, con nghe thầy giảng xong con mới thấy rõ ràng luôn thầy. Chồng của con đối xử với con rất là tệ bạc, ổng dược, ổng đánh con. Lúc con chưa nghe đạo thì con bực bội, con tức ổng vô cùng. Khi con hiểu rồi con mới thấy ô hay, công nhận là hay. Ông chồng này đánh mình hay thiệt. Như đứa nói ủa, chồng đánh mà cũng hay nữa hả? Hay chỗ nào? Mà bà này bà nói câu rất là hay thiệt luôn á. Bà nói thầy cứ nghĩ đi, nếu ổng không đánh con thì con nợ này nó đang buộc ràng con ở bên cạnh nó, mà nó đánh con, nó đuổi con là cái ý của nó nói rằng nợ đã trả xong rồi, mày đi cho phước mắt tao. À, tao nói vậy đó, công nhận hay không? Nhận đức nói với quý vị nghe nghe, chúng ta có thể ngồi trong đây tu học, có nhiều người nhiều hoàn cảnh. Nếu như chúng ta mà không có một cái cảnh ngộ gì cả, chưa chắc chúng ta đang ngồi đây. Nên chúng ta bị ông chồng chửi, ông chồng đánh, nên ông đánh ông chửi mình là ông đuổi mình đi đâu? Mày đi học Phật cho tao, mày đi tu cho tao. Nhưng mà ông đâu có biết ông nói câu này. Nhưng mà thật sự cái hành động của ông là đang đẩy mình, đẩy mình đến Phật pháp, quý vị công nhận không? Thì sự khó khăn, sự khổ đau chúng ta mới ôm chân Phật. Thì thằng chồng hay con vợ mà nó quất mình, nó đánh mình là nó đang đẩy mình đến với Phật pháp, quý vị hiểu không? Còn nếu như mà nó thương yêu, nó nâng niu chiều chuộng mình, nó bo bo mình vậy đó, vậy thì nó nói à, ở đây đi em, ở đây với anh đi, anh ở đây với em đi, em ở đây với anh đi, chúng ta sẽ ôm nhau đi xuống dưới địa ngục nha. Đúng không? Hả? Thấy chưa? Rõ ràng không? Ôm nhau đi xuống dưới địa ngục luôn. Còn bây giờ nó nói anh chưa có khả năng lên cực lạc đâu, nên anh phải dùng cái phương tiện mặt trái là quýnh em, giọng vô mỏ em, đá vô mông em, để cho em chạy về chùa hộ pháp, để em niệm Phật đi, để em về cực lạc trước rồi em độ anh nghe. Thấy chưa? Thấy không? Nên gặp những sự cố như vậy mình mới nhìn ra rõ ràng. Ô, thì ra là khi mình tiếp nhận Phật pháp là nhờ mặt trái nó đẩy mình vô Phật pháp, quý vị. À, mặt trái nó đẩy mình vô Phật pháp đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Thí dụ như giờ quý vị đi dạy học đi, vì nhìn nhận chọn sao mà nó hơn thua đấu đá tùm lum. Đi vô công ty xí nghiệp làm nó hơn thua đấu đá tùm lum. Đi buôn bán nó tranh giành, buôn bán nó chữ lộn sùm tùm lum. Nó làm cho mình tạo ra một cái cảnh vật mà mình sống mà mình cảm thấy khổ tâm vô cùng, mỗi ngày đối diện nặng nề không à. Tự nhiên được người ta giới thiệu vô chùa ngày chủ nhật công tu, tự nhiên vô chùa ngày chủ nhật cái tự nhiên sao nó bình an quá, thấy không? Là nhờ cái mặt trái kia nó cho mình nhìn nhận cái mặt phải để bình an. Rồi từ đó về sau mình mới tìm đến mặt phải là chùa chiền. Nên nếu như không có cái mặt trái kia, quý vị sẽ không nhìn ra chỗ mặt này đâu. Mà nó không cho quý vị đi, làm sao quý vị đi được đây? Còn cái này nó đuổi, nó đánh, nó chửi, nó mắng, nó làm đủ trò. Nó dằn dặt, nó chỗ, nó làm kỳ lắm. Hiểu không? Có cái bà kia bà nói trời ơi, đúng là cái cõi này đúng là thầy nói khổ, khổ không tưởng tượng thầy ơi. Lúc trước nè, khi mà chưa biết tu, chồng đi sớm về muộn thì con cũng buồn khổ vô cùng. Như vậy mà khi tu rồi không biết làm sao mà nó kỳ cục. Từ khi mà con ăn chay niệm Phật tới bây giờ, cái tự nhiên cái chồng con nó thương con, mà nó thương kỳ cục gì đâu. Mà lúc trước thì khi mà con chưa tu thì con mong nó thương như vậy, mà nó lại không thương. Thì thấy cái cuộc đời nó ngược lại không?
con mong nó thương con mong nó đi làm cái gì sớm nó gặp con, rồi nó nâng niu chiều chuộng con, thì nó lại không ngó ngàng đến con, mà nó cứ đi hoài, mà con cứ khổ tâm ở nhà, gọi là lạnh lẽo một mình, đơn côi chiếc bóng. Mà bây giờ tự nhiên con biết tu, con mong thôi vậy mà đi làm, mà đi ở nhà mà niệm Phật, rảnh rỗi có thời gian niệm Phật, mà nó cứ tranh thủ nó đi về, đi làm chưa chứ nó chạy về. Rồi buổi trưa lúc trước là mình muốn nó về, nó không về. Mà bây giờ thì tự nhiên mình nói thôi đi làm đại đi, mình ở nhà mình rảnh mình niệm Phật buổi trưa, đồ niệm Phật đồ. Vậy mà bây giờ buổi trưa nó về. Mà khi nó về rồi nào là nó nựng nịu, nó hung hít, nó làm đủ chuyện. Nó nói trời ơi, nó thật sự mà nói nếu không nghe thầy giảng con cũng không chịu nữa. Nhưng mà trời ơi, nghe thầy giảng rồi thiếu nợ thì trả đi, bây giờ thôi con nói ok. Đúng là rõ ràng con nợ nó quay ngược lạ ghê á. Lúc trước muốn thì nó không chịu, mà lúc này mình không muốn thì nó đòi. Đi ngược thấy chưa? Nên cái cõi này là cái cõi nghịch quý vị. Nên khổ không thế nào nói hết. Nếu như chúng ta mà không có con đường đi về cực lạc thì chúng ta kể như tiêu rồi. Chúng ta không có con đường đi về cực lạc thì trong cái cõi này chúng ta sẽ khổ dữ lắm. Rất là khổ, vì sao? Chúng ta đâu có phương hướng đâu. Nên dù có trả nợ chúng ta cũng là trả nợ tối tăm, trả nợ mà không có phương hướng đi luôn, mà trả nợ xong đi đọa lạc luôn. Lạ như vậy đó. Chở trả nợ bằng một cách mê hoặc điên đảo. Còn bây giờ mà có con đường đi về cực lạc rồi, trả nợ nhưng có con đường đi. Quý vị thấy Phật Pháp nó hay chưa? Nên Phật Pháp nó cho mình một con đường tuyệt vời. Những đức nói, người mà nghe được Phật Pháp đúng là đại công đức, đại phước duyên. Nhất là nghe Pháp Môn Tịnh Độ này nè. Tổ sư Án Quang ngày nói một câu á, quý vị mà thiếu phước rồi đừng có nói mà quý vị mà niệm Phật. Thiếu phước á, nghe câu Phật hiểu còn không nghe được nữa, chứ đừng có nói mà niệm Phật. Cái người mà phải đủ phước lắm mới nghe được câu Phật hiệu. Mà cái người mà tin Pháp Môn Tịnh Độ là người đại phước báo mới tin. Đại phước báo là sao quý vị biết không? Đại phước báo là nhiều người này nhiều đời nhiều kiếp đã tu Tịnh Độ rồi, vừa nghe là tin liền. Còn người đã có duyên Tịnh Độ mà duyên mỏng là có thể nghe mà chưa tu, là có duyên mà duyên không được dày. Còn duyên dày vừa nghe tin và tu. Nó nên quý vị coi không đơn giản. Mà ngồi ở đây một tiếng mấy hồi nãy tới giờ mà như Đức thấy người ta ngồi như vậy mà đau chân chứ. Nhưng mà người ta nghe được, có nghĩa là thiện căn này cực kỳ dày luôn. Từ cái căn bản nói đầu tiên và tới bây giờ đi vào Tịnh Độ thì quý vị thấy người ta vẫn ngồi được. Nên Phật Pháp tóm tắt lại cho chúng ta cái gì? Chúng ta sống trong cuộc đời này, đặc biệt nhất là niềm vui chúng ta phải có. Nhất định phải có niềm vui. Một ngày của mình bèo bèo phải cười cho nó 10 lần. Giá chót cười 10 lần ngon lành. Nên những đức từng chỉ cái bà này mà không biết cười. Những đức nói bây giờ bà không cười được đúng không? Bà tập cười đi. Bà nói cười không được thầy ơi. Không thể nào cười được. Nói ủa sao bà kỳ, cười thì thôi chứ cười làm gì bà cười không được. Nói ồ vậy mà không cười được, bao nhiêu năm nay không có cười. Bây giờ cười ngại dữ lắm. Bây giờ bà phải tập cười thôi. Bây giờ từ hôm nay bà nghe đạo bà cười đi. Nói bây giờ mỗi buổi sáng nha, bà thức dậy bà tu một thờ. Bà tu một thờ xong á, bây giờ bà cười khơ khơ thì ta tưởng nó bà khùng. Thấy không? Tao bây giờ nhờ đứa chỉ bà đi vô trong cái nhà vệ sinh mà đóng cửa lại. Rồi bà nhìn vô tấm kiếng. Bà nhìn vô tấm kiếng mà soi mình mà vô tấm kiếng nha. Bà nhìn bà, cái bà cứ đứng, bà nhìn bà, cái bà cười 10 cái nha. Sáng bà cười 10 cái giật. Bà nhìn vô cái bà làm nè. Rồi tự nhiên bà cười 3 cái thôi là bà cười thiệt liền. Vì sao? Vì bà thấy bà sao giống khùng khùng sao mà bà cười. Tự nhiên nhìn mình cứ cười khứ khơ vậy. Mà 3 cái thôi là mình thấy mình khùng khùng rồi. Tự nhiên nó lạ, mình nhìn mình mà tự nhiên mình cười mình là mình thấy mình khùng khùng rồi. Là bắt đầu là 3 cái là mình mắc cười là mình khùng khùng. Mình mắc cười là mình khùng khùng lắm, nó cười thiệt luôn. Mà 3 cái đầu tiên nó khô khô, mà 7 cái sau là nó nghĩ nó ba trợn. Rồi lúc đó tự nhiên nó mắc cười luôn vậy đó. Rồi nó cười luôn vậy đó. Cái đà đó đó là khởi đầu của cái là tập cười. Nhưng mà tự nhiên bước ra ngoài là gặp ta cười luôn. Mà lúc nó cười luôn là do cái cảm giác gì mình biết không? Là do lúc mình nhìn người ta mình nhớ lại cái lúc mà mình soi gương mình cười mình á, mình ba trợn á. Cái mình nhìn người ta cái mình nói trời sao mình ba trợn vậy, cái mình mắc cười á. Rồi từ đó về sau cái cười luôn được quen cười luôn vậy đó. Quý vị biết đó. Này là cái cách hay lắm á, nên ai mà không biết cười tập cười như vậy đó. Cứ tập đi. Cứ cười cứ khơ khơ vậy đó. Cứ gặp người chào chị. Chào anh. Rồi từ từ quý vị cười quen chứ có gì đâu. Nhưng mà con người khi tươi vui á, là tự nhiên phước báo nó đến à.
Tươi vui là phước báo nó lớn. Người ta hỏi, ủa sao lúc này cháu thấy mày cười hoài mày? Từ khi mà nghe thầy Đức giảng tới giờ cười luôn vậy đó. Cứ cười thường xuyên à, ngộ ghê luôn á. Cái đầu đi về ăn cơm với chồng, cái gắp đồ ăn ở chồng nè anh. Nó cười dứt nó thành dính luôn quý vị. Bắt đầu là gắp đồ ăn cái già cơm vô nhai cơm mà cái miệng làm nè. Trời trời, chắc chồng mình nó nói, chắc đi gặp bạn bè nói, mày tao không biết vợ tao nó bị cái gì mà ô. Mấy ngày nay tao lo quá trời lo, không biết sao mà nó kỳ cục lắm. Bằng đêm nó nằm nó ngủ mà sao nó mới cười. Rồi tới giờ nó ăn cơm tự nhiên cười không biết làm sao. Ủa vợ mèo đó giờ nó đâu có cười. Ờ sao lúc này tự nhiên nó nghe ông Đức đực gì đó mà giảng mà. Tự nhiên nó cười suốt luôn, nó cười kỳ cục ghê không biết sao. Không, nó cười thì tốt chứ sao mà mày nói nó tào lao là sao? Lúc trước mà tao nghe mày nói là vợ mày nó không có cười, nó buồn. Bây giờ nó cười mày cũng nói mày nhưng mà tao muốn nó cười vừa vừa chứ gì đâu mà nó cười cả ngày lẫn đêm nó cười. Mà có khi mà tự nhiên bằng đêm tự nhiên tao nhìn vợ tao cái nó nhìn tao cái nó cũng cười, tao sợ quá mày ơi. Dạ trời, quý vị biết rằng bằng đêm mà cái kiểu mà quý vị thử đi, hai vợ chồng mà kêu hai chồng mà nhìn nhau, quý vị cứ nhìn chăng chăng mới làm nè. Đố mà nó dám làm cái gì quý vị luôn. Cái thấy cái tình trạng này kỳ quá trời là trời. Nên cái lúc mà chồng mà nó muốn cái gì dầu do, quý vị cứ nhìn thẳng đó nghe, nhìn thẳng mới làm nè. Rồi nó thôi em ngủ đi, anh cũng ngủ. Không có dám đâu ngủ. Thấy sao kỳ cục quá vậy đâu, tự nhiên nhìn tôi cừ hoài kỳ quá. Đúng không? Nên cái này cũng là một cái chiêu quý vị. Cái lúc mà ổng lâu lâu mà lọ mọ quý vị không muốn á thì mình đừng có nói câu không muốn. Mà mình cứ nhìn chăng chăng á. Mình nhìn mà con mắt mình nó không chớp gì mà làm nè. Trời ơi trời, cấp đó thôi nó không còn ham cái gì đâu quý vị ơi. Tức khắc là lúc đó nó quay qua bên kia liền nó thôi. Bà ngủ đi. Bà làm tôi sợ quá. Đúng không? Còn cái kia lúc trước thì mình làm bộ mình mím mím rồi mắt mình. Nó làm cho người ta cái tâm lý người ta nó phát triển thêm. Còn bây giờ mình chơi thẳng luôn. Chậu mình chơi cái đó là thôi ông nói thôi bà ngủ đi bà. Tôi không dám nữa đâu. Hiểu không? Ờ mấy bà này mà nghe cái này chắc gì mấy bà chơi cái chiêu này chắc. Nên từ nơi đó đúng là Phật pháp nó hay thiệt quý vị. Chúng ta nghe được Phật pháp mà từ lời Đức Thế Tôn mà chỉ dạy gần 3.000 năm mà vẫn lưu truyền tới bây giờ. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói Phật pháp mà đi đến đâu thì thành áp tụ lạc đều được giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, trời trong gió mát. Có nghĩa là nơi nào có Phật pháp, nơi nào mà chúng sanh tiếp nhận Phật pháp thì chắc chắn rằng nơi đó con người ta sẽ sống được an vui và hạnh phúc. Nên phải đem Phật pháp để áp dụng trong cuộc sống. Thí dụ như chúng ta lúc trước chưa nghe Phật pháp đi, con người mình có khi nói lời không giữ lời đâu. Mình nhìn cái lợi trước mắt thôi. Có thể mình có thể gạt người hoặc mà nói lời không thật. Nhưng từ khi mình nghe Phật pháp mình mới nhận thức ra rằng là con người sống chân thật, giữ được cái uy tín là cái việc rất quan trọng. Nên người xưa mới nói câu là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Dù mình chạy xe ôm đi chăng nữa mình cũng phải nhiệt tình, đúng đắn. Chứ không phải là mình hứa với mối này, cái mình thấy cái mối kia ngon quá, trả tiền nhiều quá, mình chạy mất tiêu. Mình làm vậy thì về sau mình mất uy tín, tổn thất còn lớn hơn nhiều. Nên cái chữ tín nó là cực kỳ quan trọng quý vị. Nên mới nói câu là nghèo không sợ, xấu không sợ, mà sợ nhất là mất uy tín. Nó mà mất uy tín rồi là cái như chịu thua. Thí dụ như một ông chủ lớn mà mất uy tín thì kể như là thế nào cũng sạt nghiệp. Vì đối tác làm việc với ông ai cũng sẽ mất lòng tin đối với ông. Còn vợ chồng mà mất uy tín với nhau rồi thì thôi, cái như là gia đình này không hạnh phúc.
Mà gia đình đã không hạnh phúc rồi thì làm sao mà làm ăn phát đạt. Nên cái chữ tín cực kỳ quan trọng luôn quý vị. Nên quý vị để ý nè, mình đi về chùa, thời gian mà những đức tổ chức khóa tu tới giờ nhiều năm, quý vị để ý rằng là từ là ngày chủ nhật cho tới ngày lễ, không bao giờ quý vị về đây mà quý vị thấy cái việc mà không có những đức cái chương trình lễ hay là chủ nhật, hay là những đức nói cái tổ chức chương trình khóa tu hai ngày gì, ví dụ như đưa lên chương trình, ví dụ như sáng nay rồi chiều rồi tối rồi ngày mai buổi sáng lên tu chung rồi tiếp tục tới giờ này rồi chiều rồi tối, thờ khóa đưa lên một phát một là Iran, là không có buổi nào mà bỏ cuộc, dù là đông người ít người kệ, đã đưa lên chương trình rồi là nhất định chúng ta phải lên tục. Đó là cái gì? Đó là chữ tín, phải duy trì cái chữ tín này cho chuẩn xác. Nên riêng chùa mình là người ta về tu là về, chứ không bao giờ ai mà người ta điện thoại người ta hỏi ủa tuần này có thầy Nhữ Đức không ở nhà không chia sẻ Phật pháp không, không bao giờ có đâu quý vị. Tại vì sao? Vì cái chương trình của mình là nó chuẩn xác vô cùng. Rồi thí dụ như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm hay gì, dù cho những đức mỗi lần mà lễ vía mà bị bệnh hay gì, không bao giờ cái chuyện mà những đức bỏ cuộc. Từ khi đi không nổi, đi không nổi chịu thua đúng không, nhưng mà còn bò được là gán bò lên, cái này là rõ ràng 100%. Nên những đức nói cái việc quan trọng cực kỳ đó là gì, con người sống phải duy trì được chữ tín. Nó làm chủ hay làm công hay là giàu nghèo gì cũng vậy, phải duy trì cái chữ tín cho chuẩn xác đó nhé. Thí dụ như giờ mình nghe Phật pháp, mình đi tu mà mình lừa dối chồng con mình, mình giết từ từ người ta mất lòng tin với mình, sao người ta tiếp nhận Phật pháp đây, thấy không? Nó nên Phật pháp nó phải áp dụng trong cái cuộc sống thì chính chúng ta sẽ được sự lợi ích cực kỳ lớn từ Phật pháp, mà con người ta sẽ nhìn nhận mình là người học Phật, người ta tin tưởng, người ta học theo. Nên mình có chữ tín thì mình có cơ hội lập nghiệp. Chùa mình á, nuôi bao nhiêu người mà ổn định được cũng duy trì được chữ tín mà ra. Lòng tin người ta tin tưởng ấy. Cái quy tắc chùa mình là những đức thường nhắc nhở tuyệt đối. Hàm Phật tử gì chùa tu không bao giờ cái việc mà trong chùa mà xin một cắt bạc nào. Cái này là cái quy tắc trong chùa mình. Tất cả những người nào mà đi hỏi xin tiền quý vị là những người này không phải trong chùa mình. Rồi thêm cái những đức thường nhắc nhở là trong chùa mình, Hàm Phật tử vô chùa tu không có cái chuyện qua lại cái việc mượn tiền bạc, không dính dáng cái chuyện này. Tại vì sao? Vì rõ ràng bạn bè là bạn bè, còn cái gì giúp là giúp, chứ tuyệt đối không có rề rà cái chuyện tiền bạc. Tại vì tiền bạc dễ mất là tình cảm con người, hiểu không? Nên không có được rề rà. Có khi mà mình đưa tiền cho người ta mượn mà người ta không trả, cuối cùng lại mất tình cảm con người mà sanh ra thù hận. Thêm cái nữa là chồng con biết được, cuối cùng là gia đình người ta lộn xộn lu bu. Nên cái việc mà chúng ta phải đem Phật pháp áp dụng, nhận thức cho nó thật là sâu sắc, để chính mỗi một con người chúng ta nghe Phật pháp nó được lợi ích lớn quý vị. Thí dụ như mình đi đến chùa mình tu học là tốt, nhưng mà phải rõ ràng. Chứ nếu như mà mình đi đến mình học đạo với một ông thầy nào đó mà cuối cùng mình cứ trốn chồng trốn con, hoặc là mình là nói những gì không đúng đắn, giết từ từ lòng tin người ta mất đối với mình. Ta mất lòng tin với mình sao mà nói ta nghe, hiểu không? Nên cái học Phật á là mình phải rõ ràng, thật chắc. Nó đem những lời chân thật nhất để chia sẻ cho người ta nghe, để người ta nghe Phật pháp ta được lợi ích. Còn thí dụ như mình là một hàng Phật tử, mình đi đến chùa, câu này thì người trong đây thì chắc chắn là ai cũng quen rồi. Nhưng mà có những người thí dụ như mình chỉ dẫn người ta đi tu, cái căn bản mình chỉ người ta là gì? Chị mua 2-3 bộ đồ lam để dành đi chùa. Điều thứ nhất, một chiếc áo chàng chị phải có khi đi đến chùa, đúng không? Cái này là quy tắc đơn giản nhất thôi. Đi đến chùa thì cái quan trọng cái việc cúng dường hay không cúng dường, cái việc này không quan trọng quá đâu. Tùy duyên mình, tu phước tu duyên. Nhưng mà trước nhất mình đi đến chùa, đầu tiên là mình phải có một bộ đồ lam mình bận coi được chút. Thí dụ như giờ hôm nay mình đi đến chùa mình bận đầm bận củng, coi nó cũng thấy kỳ kỳ. Thật sự mà tu là tu thôi, đầm củng thì cũng tu. Nhưng mà cái hình thức của người Phật tử đi về chùa thì có một bộ đồ lam mình phát vào người, một chiếc áo vàng. Cái này là cái quy tắc à. Nó hồi sáng những đứa đang lu bu, lu bu, lu bu, lu bu, nó sắp việc, có hai bà cụ đến thầy,
cho con xin qua Đại Tùng Lâm mua mấy bộ đồ. Rồi có bà cụ ghi lại, thầy thầy, cho con xin qua Đại Tùng Lâm mua cái áo tràng. Những đứa nói, ồ sao bà ở nhà bà đi tu bà không chuẩn bị đi, bà vô tới trong đây rồi mà bà còn làm phiền người ta nữa, cũng mới vào muốn đi thì tự đi đi. Những đứa có những cái những đứa phản xạ lạ thường lắm quý vị. Có những lúc đang nói chuyện rất là vui với mọi người vậy mà gặp những sự việc như đứa sực, sực thẳng luôn á, có dòng voi. À, đừng có buồn, sực thẳng luôn á. Nói sao bà không chịu, ở nhà bà chuẩn bị cái vụ này đi. Người ta đang sắp bao nhiêu chuyện trong chùa, tự nhiên bà lỡ bà xin người ta cái chuyện mà đến cộng tu thôi. Tự nhiên xin cái chuyện đi qua bên kia mua mấy bộ đồ lam, mua cái áo vàng cho chẳng. Sao tự nhiên xẹt cái chuyện gì vô duyên. Thấy không? Nó nên cái đó là nhắc cho hà bảo tử khắp nơi nơi nghe. Quý vị thấy vô duyên không? Mà lớn nữa chứ, chứ không phải con nít. Đó, nên cái việc này là cái việc rất là nhỏ, nhưng mà mình phải nhắc lên cho khắp nơi nơi người ta nghe, để người ta đi đến đâu người ta biết chuẩn bị. Nên mình là một người làm cha làm mẹ, người ta mình đi đâu mình cũng gọn gẽ, thì mình sẽ dạy con gái của mình. À con gái con lớn rồi nghe, đi đâu có xách đồ đạc theo nghe, lựu đạn đồ cầm theo nghe chưa. Lỡ giữa chừng đi đâu nó nổ bất tử rồi mày không có lựu đạn rồi sao. Hiểu không? Hiểu lựu đạn không? Nên mấy cô trong chùa mỗi lần đi đâu những đức nhắc đó, từng chút nè nè, xách đồ đạc đồ theo nghe chưa. Mình là con gái gì đâu có cái giỏ cầm đồ đạc theo nghe, cái này cái kia đồ xách theo nghe chưa. Còn lỡ mà đi ra ngoài á, mà chị em giỡn vui chơi với nhau á, thì quần áo đồ mình coi cẩn thận. Chứ mấy con nhỏ mới lớn lên này, nó khi nó bày hay nó giỡn chúng nó sức tùm lum, nó rớt tá lạ. Chỗ có nhiều đứa con gái nó bày hay lắm quý vị ơi. Nhất là con gái ở nhà mà mẹ cứ giặt đồ cho không á, quý vị biết có nhiều cô vô chùa mình tu nó còn nhỏ nhỏ thì quý vị biết rằng nó bậy hay đừng có nói nữa. Đồ nó mà ống quần dơ hèm, bằng đồ nó bứt tùm lum, nó bỏ tứ tung luôn á. Hỏi chắc là ở nhà là mẹ giặt đồ không đúng không? Dạ. Rồi không xếp đồ đạc, không có ủi đồ đạc đúng không? Dạ. Thấy chưa? Nên cha mẹ thương con hại con, thấy không? Bây giờ bản thân mình thương con, mình gậy con mình để sau này con mình nó đụng cảnh đụng duyên nó sống được. Bây giờ mình chiều chuộng con mình mà sau này người ta chửi con mình là người ta dùng cái cách không phải là như mình thương con mình. Thà bây giờ bản thân mình thương con mình cho go cho giọt còn hơn, để cho con mình người ta giải quyết vấn đề. Hiểu không? Nên con gái còn nhỏ giặt đồ phải tập cho nó, ủi đồ phải tập, rồi chỉ nó cách giặt đồ, chỗ nào giặt cho sạch sẽ. Phải chỉ đó nghe quý vị. Chứ đừng có nói mà mỗi ngày sơn môi sơn mỏ, tối ngày mà cái mông thì đen thui. Trời ơi, có nhiều bà nhìn tướng táo thì ngon lắm, nhưng mà ngồi đâu thì bệt nó ở dơ như quỷ vậy đó. Nó nói chuyện giỡn. À, thấy không? Đó là cái mình làm ông bà cha mẹ mình phải chỉ dạy con cháu mình chứ. Cái việc này quý vị không chỉ dạy sau này nó gì làm dâu nó bị chữ đó. Nó không làm được trò chống gì, ít gì căn bản cũng phải dạy nấu ăn, chút đỉnh này kia thì phải biết chứ, rồi lau dọn nhà bếp đồ này kia. Phải chỉ dẫn, chỉ quét nhà. Con ơi, con gái quét nhà hạ cái lưng xuống. Mày ở nhà mày quét nhà cái lưng mày chổng lên, sau này mày về làm dâu người ta, mày quét mày chổng cái lưng là người ta nhìn mày người ta nói đùng dùng cái thứ làm biếng rồi đó. Làm biếng mà chỉ quét nhà mà cái lưng thẳng rang mà không có cúi cái đầu xuống mà quét sao mà được. Rồi quét nhà cái chổi cái hắt liên hắt liệt. Hắt mà gọi là nhầm ngay cái đống phân gà mà nó văng vô mặt ông già chồng ấy. Chửi cho mà thấy, đúng không? Quét nhà hạ cái chổi xuống mình đưa nhẹ nhàng chứ nó hát, nó quét mà nó hát gì đại vị nghĩ nó hay sao. Từ cái chỗ nhỏ đó mình dạy con cháu mình, mình dạy con cháu mình từng chút như vậy đó quý vị. À cần thiết sao không cần thiết chàng. Nên những đức mới học cái bài học tập là đem Phật pháp áp dụng trong cuộc sống, chúng ta sẽ được an vui và hạnh phúc. Nếu như bây giờ quý vị có tiền bạc vật chất nhiều, nhưng mà bây giờ cái hành động của con người này nó không có biết sống gì hết trơn á, vậy thì cái đồng tiền này con người cũng chưa chắc có được hạnh phúc đâu quý vị. Không lẽ quý vị cứ nằm đó à, đồ ăn đem lại tới miệng giờ thì quý vị chắc thành con người gì quá à, thấy không? Con người nó phải sống trong cái cuộc sống nhân sinh, nó phải biết làm cái gì đó, cần phải được học tập quý vị à. Nên phần nhiều các cô vô chùa mình toàn là được rèn luyện lại từ đầu không đó. Ừ, những đức nói rằng là lớn như vậy đó, không có cô nào mà nấu ăn những đức vừa bụng hết trơn á. Những đức gầy tối ngày la tối ngày mới giết làm được chuyện á. Nên bắt mấy đứa nhỏ là cứ nấu ăn cho những đức. Nấu mà những đức la tối ngày, cố công mà nấu mà nó chậm, đừng có nói nữa. Nó xào một dĩa rau mà mình chờ muốn le lưỡi vậy đó. Chậm đến mức như vậy quý vị nghĩ đi.
Rồi người ta mà người ta làm quen trong bếp mà rẹt 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 người ta, mà người ta bán quán ăn mà người ta làm mà thôi. Còn cái này mà xào một dĩa rau thôi, nội mình đi lặt cọng rau nó xách cái rổ đi thôi mà nó mất hết 1 tiếng rưỡi. Rồi nó mấy cọng rau thôi mà nó đi rửa mất hết 40 phút. Cái kiểu này mà thôi chắc nó đói quá. Thì nghĩ đi, chậm mức như vậy đó. Nên những đứa gầy la rồi làm, cố công mà làm vậy đó nghe. Mà nấu không ngon là những đứa không ăn miếng nào luôn. Bắt buộc phải cố gắng phát huy. Nên từ nơi đó mà từ từ mới được, được được một chút đó. Thấy rồi, 80-90 cô luôn mà không thấy một cô nào mà nấu ăn mà nhà đức vừa bụng ấy. Thì quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Nên thì quý vị mới biết bây giờ là phái nữ rất dở. Nên tại sao bây giờ mà ưa bị chồng bỏ, dở quá mà. Tại giờ đậu nó mà kêu không bỏ. Nên nó qua lễ cho đi về quê, đi phóng sanh, đi tặng quà bà con nghèo. Những đức dặn, những đức nói đi về dưới đó, tắm xong đó, rồi tầm phơ tí phèo đi, rồi mắc cái quần đi. Hợp nói thẳng vậy luôn đó. Nói mấy bà, mày hay lắm, mấy bà là ưa bê ta lắm. Không phải đứa nào cũng vậy mà có nhiều đứa nhỏ nhỏ nói coi chừng gì dưới quê tắm xong đó, mà bùng mà đạp 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 tắm chút rồi tha hồ mà giỡn giỡn chút rồi nhìn lại chùi lũi á. Ôi quý vị ơi, mình phải có con gái mình phải rèn từ nhỏ quý vị ơi. Quý vị mà muốn cho con mình sau này đi làm dâu được mà ta thương á, thì quý vị sẽ rèn nó từ nhỏ đi. Mới nói là thương con cho coi cho giọt, ghét con cho ngọt cho bùi, quý vị thấy chưa? Nên bây giờ mình cứ thương con mình cứ để trên đầu, không thì sau này người ta quýnh nó, người ta đạp dưới đất à. Không nói vòng vo chứ. Còn đi làm cho người ta thì sẽ nhất định bị người ta chửi mắng dữ lắm. Thà bây giờ chúng ta rèn đi, để sau này con của mình nó ra đời, nó sống với xã hội nó được đặc biệt. Thật sự mà nói cuộc đời con người chúng ta quý vị, không thể nào ở hoài nuôi con hoài đâu. Mình đã sanh con nuôi con, con lớn mình sẽ đi trước con thôi. Sớm muộn mình cũng đi trước con thôi, con mình nhất định nó phải bước chân ra đời thôi à. Chứ không thể nào mà chúng ta bảo bọc con mình hoài được đâu quý vị. Thấy không? Nên bây giờ nghe Phật pháp và ngồi mỗi một người làm ông bà cha mẹ đó, nên dạy dỗ con cháu cho nó đàng hoàng, để cho nó có một cái giá trị sống cho nó đặc biệt. Nhất là cái việc gì? Dạy con cháu tuyệt đối không có lòng tham. Đừng có thấy của cải người ta mà lấy cắp từ khi còn nhỏ thành thói quen. Cái thói quen đó sau này không lập được sự nghiệp. Thấy không? Thêm nó nói chuyện với nó thật, nó nhiệt tình. Nhiệt tình nó thật. Nói lời đúng đắn đi, có uy tín là được rồi. Dù cho mình học ít nhưng mà người ta trọng dụng mình đó. Người nói thật nhiệt tình là người ta trọng dụng mình à. Thường là người nói thật nhiệt tình, người ta ưa giao phó những việc quan trọng trong cuộc đời lắm quý vị. Còn cái người mà người ta đã không tin tưởng mà người ta không giao á. Bây giờ trong chùa người nào người ta tin tưởng người ta mới giao việc chứ. Còn không có tin tưởng gì mấy là giao mấy việc mà lơ mơ chút đỉnh thôi. Tại vì sao giao việc quan trọng hư việc hết chứ làm sao đó. Nên cái việc mà nói thật nhiệt tình, không có nói giờ giả dối, không có lượt trộm cắp của người ta, cái đây là cái căn bản là phải rèn luyện con người là phải như vậy đó. Mà được như vậy rồi thì tức khắc sau này cuộc đời là có tương lai liền, chắc chắn luôn quý vị. Nên mình là hàng Phật tử đi về chùa, mình nghe đạo nó gần gũi gì nè, những cái bài học tập mà Phật pháp ứng dụng được, những đứa từng chia sẻ vị nghe thử đi, Phật pháp nó ứng dụng trong cuộc sống chứ đâu phải Phật pháp mà ở trên trời, ở dưới biển, ở dưới sao mình dối tới đây. Nên chúng ta phải áp dụng Phật pháp gần gũi nhất nè trong cuộc sống của mình nè, mọi lúc mọi nơi đem Phật pháp mà áp dụng. Dù cho giờ chúng ta lớn tuổi đi nghe quý vị, nhưng mà có những người chúng ta dù là tuổi đời lớn nhưng mà tuổi đạo mình ngắn á, chúng ta vẫn là chưa phải là chuẩn xác về cái chuyện mà tỉ mỉ được đâu. Quý vị biết rằng những đức tỉ mỉ được một chút này là do gì? Những đức nuôi quá nhiều người già, quá nhiều người rồi, những đức tỉ mỉ từng chút quan tâm từ miếng ăn, từ giấc ngủ các cụ, những đức để ý từng chút, nên những đức mới để ý ra quan tâm được. Có khi mà đi phơ đồ mà những đức đi một vòng chỗ phơ đồ, những đức nhìn rồi mình học Phật rồi mình mới nhìn ra lại là ngày xưa ngày ở trên thành phố chứ. Quý vị biết rằng cái gì, và có những gia đình quý vị từ một bộ đồ phơ thôi mà nó cũng thấy là không có cái góc độ. Thí dụ như mình là một người phụ nữ rồi một đứa con dâu trong nhà, gia đình có cha chồng, có anh chồng hay em chồng, ví dụ dùng một bộ đồ mình phơ đi chăng nữa thì đồ lớn mình phơ làm sao, đồ nhỏ mình phơ kín đáo làm sao. Có khi phơ mà đem nguyên cái quần nhỏ đỏ hói đem phơ trước mặt ông già chồng, cái đó thôi là bởi vì thấy cái lễ nó đã kém rồi. Thêm nữa mình phơ mình cũng nhìn ngó là cái xào này người ta đi qua đi lại, kẻ chui qua người chui lại,
Đồ một phụ nữ mình phơi mình treo mà để cho người chui qua kẻ chui lại, quý vị coi đúng không? Cái này mình phải chú ý nè. Rồi thêm một cái nữa, có những khi bây giờ mà ở nhà đồ, trời ơi, dâu rể rồi con cái mới lớn lên được, mà có khi bằng đêm bằng đồ ngủ, bằng một cái bộ đồ mỏng manh cục ngủng đi lông nhông ở trong nhà. Cái này, hành động này là thấy nó coi kỳ cục rồi. Rồi mình là ông già chồng hay là anh chồng mà có khi mình bận cái quần đùi ngắn ngủng, có khi mình ngồi mà trời ơi, dưới quê mà có những ông mà ngồi mà trời trời nó lòi thằng nhỏ ra ngoài 100% luôn đó quý vị. Ở dưới quê là không biết luôn á cái chuyện này luôn á. Rồi có khi mình ở trong nhà mà như thành phố luôn là như Đức ngày xưa sống, cho nên Đức biết nè, có khi cái thằng con rể hay gì đó mà bằng đêm nó ngủ, nó bận một cái quần nhỏ thôi, nó ngủ nó đi vòng vòng trong nhà vậy đó. Nhà mình vẫn còn em vợ, vẫn còn mẹ mình này kia được, vẫn là đàn bà mà, hiểu không? Nên những cái hành động này phải tự mà xem lại để mà mình áp dụng trong cái cuộc sống. Ngày Chu An Sĩ ngày dạy kỹ lắm quý vị. Dù cho là cha hay là con gái, mẹ hay là con trai, nhưng mà cái tâm sinh lý gì dục vọng của một con người là nó đều khởi lên được hết. Thí dụ như mẹ còn trẻ quá, con trai lớn lên mười mấy tuổi, nó vẫn là tâm sinh lý đã thay đổi. Mình là một người cha khoảng ba mấy 40 tuổi, đứa con gái của mình mới lớn lên 14, 15 tuổi, nó đều tâm sinh lý thay đổi hết. Nên từ nơi đó dù là cha con mẹ con nhưng mà nó vẫn bị tâm sinh lý. Nên từ nơi đó cái trong gia đình nó phải nghiêm túc rõ ràng. Như vậy thì quý vị sẽ nhận thức được Phật Pháp nó dạy rất là hay và xác thực luôn. Rất là nhiều con người ta bây giờ không để ý, nên quý vị thấy rõ ràng. Mình ở ngoài đời mình thấy báo đăng đồ này kia, mình thấy không? Cha có cái hiếp con mà có khi con trai ăn ở với mẹ rồi tùm lum tùm la, thấy không? Có sao không có? Nên từ nơi đó là do cái gì? Do cái mà đồ đạc bây giờ nó mỏng manh quá, nó khiêu gợi lòng người, nó làm tâm sinh lý của người thất thường. Cái người phàm phu mà ai mà vượt qua được, thấy không? Thí dụ như bây giờ người cha này mà còn trẻ trẻ chung chung mà chở con gái lớn lên mười mấy tuổi đi học đồ này kia. Nếu trong gia đình có người mà nên bố trí cái chuyện cho nó hợp lý, chứ không phải là người cha này cứ chở đứa con gái đi học đi tới đi lui đi tới lui. Nói cái đó cũng nên kỹ lưỡng. Ngài Chu An Sĩ ngài dạy kỹ dữ lắm. Nên từ nơi đó mà Phật Pháp chúng ta phải áp dụng làm sao mà nó xác thực nhất, để mỗi một con người được nghe và được nhận thức về Phật Pháp. Như vậy thì chúng ta học Phật chúng ta sẽ hiểu biết thêm rất là nhiều. Dù biết rằng là mục tiêu chúng ta đi tu học là để cầu giải thoát, nhưng mà cái việc cuộc sống hàng ngày chúng ta phải nhận thức để mà chúng ta sống làm sao cho nó đặc biệt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về thịnh độ. Chúng ta về đây không tu, quý vị nhớ chùa của mình thì đây không có ghi cầu an cầu siêu. Những đức thấy cái thật chất chúng ta phát tâm tu, tâm mình vui vẻ an lạc, đó là cầu an. Còn mình hướng về thế giới cực lạc mà về, đó là cầu siêu. Đây là cái chỗ thật chất mà mình tu hành. Mình là con cháu, mình biết tu hành, biết tu nhân tích đức, biết hướng thiện, thì đó là chỗ thật chất của cầu an cầu siêu. Còn nếu như chúng ta ghi sới rất là nhiều, cái việc ghi cuối cùng người ta cúng dường, nhưng mà mình thì có khi mình đọc mà, hoặc là mình không đọc mà để tùm lum, cái đó mình thấy có lỗi. Nên những đức ở đây không có ghi cầu an cầu siêu, nhưng đều hướng dẫn về nhân quả cho người ta tu. Nên quý vị về đây, về chùa cũng có nhiều người cúng dường, cũng nhiều người tu đấy. Nếu như đọc một hai cái tên mà là có, còn những cái người khác người ta tu nhân tích đức mà không có đọc tên để cầu an cầu siêu cho người ta mà không có gì thì Phật Pháp gì nó không đúng. Nên chỉ cần chúng ta có tâm tu, khi hồi hướng chung, đó là cái cầu an và đó là cái cầu siêu. Nên tất cả quý Phật tử về đây khai thông được chỗ này cái
thì cái tâm tu của mình nó an lạc dữ lắm quý vị. Nên là chúng ta nguyện đem công đức hồi hướng trên là Đại Lão Hòa Thượng và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả những vị Phật tử khắp nơi nơi đều hưởng được những cái công đức này để bồ đề tâm kiên cố niệm Phật cả đời không thay đổi, để đời này chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em hay là hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào thử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết mà quan chết ức, hoặc là những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được nhờ cái công đức hồi hướng của cả đạo tràng tu niệm Phật này hồi hướng. Nguyện cho tất cả quý vị phát tâm nương vào bổn nguyện Di Đà, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, hay tất cả chư hương linh bị nghiệp phá thai, hoặc những người chết quan chết ức bị người ta giết lầm hay gì đó, chúng ta đều nghe Phật pháp, chúng ta buông xuống cái tâm hận thù, nương vào bổn nguyện Di Đà đi, để cầu sanh về cực lạc. Về cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ma ngạ kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết thự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim thi nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đắng cô hồn chung ngã kim ti nhự cung, phượng nhất thiết cô hồn không, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhất ra hồng, á ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng, bà việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Mỗi lần quý vị về đây tu chùa chúng ta thường làm lễ phóng sanh. Cái công đức phóng sanh nó dưỡng dưỡng lòng từ. Nên nhiều người người ta sát sanh, ăn thịt chúng sanh, nhưng mà về chùa mình niệm Phật, nghe pháp phóng sanh, tự nhiên cái nó phát triển cái tâm từ bi của người ta. Tự nhiên người ta về người ta ăn mặn không được nữa. Có nhiều người về chùa mình ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc là người ta về đây người ta không tu ngày Chủ Nhật. Có những người người ta nhậu nhẹt dữ lắm mà về cái tự nhiên tu xong cái về ta uống rượu cũng được. Rất là lạ. Đó là do chuyển hóa cái tâm nghiệp của người ta. Nên cái công đức phóng sanh rất là lớn. Vì mỗi một người chúng ta ai cũng ham sống sợ chết, thì con vật nó cũng muốn sống mà nó sợ chết lắm quý vị. Nên dù con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián, con vật nhỏ nhất đi chăng nữa, nó cũng muốn sống, chứ nó không muốn chết đâu. Nên chúng ta là do gì không hiểu nên mình ăn thịt nó để mình nuôi thân mình. Nên hôm nay chúng ta nghe đạo rồi, chúng ta biết được cái việc ham sống sợ chết là muôn loài đều là bị cái bệnh này. Nên chúng ta cũng vậy. Nên thôi mình phát tâm từ bi, mình ăn chay mà mình còn làm lễ phóng sanh nữa. Không có như ngày xưa mà mua thuốc rồi xịt ruồi, xịt mũi, xịt kiến hay là thuốc chuột đồ này kia, mình không nên làm những điều này. Vì những việc này mình làm là mình tạo cái nghiệp sát rất là lớn. Và cái nghiệp sát mà tạo là gia đình mình lộn xộn lu bu, rất là nhiều việc rắc rối trong gia đình mình là do cái nghiệp sát mà ra. Nên hôm nay chúng ta nghe được cái công đức phóng sanh, mình phát tâm từ bi nên là ăn chay trường và phóng sanh. Nên hôm nay tất cả những con vật này chúng ta thả nó cũng được cái duyên ở trong ngôi Tam Bảo, được tất cả hàng Phật tử bỏ tịnh tài ra mua về để làm lễ phóng sanh, được quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chúng sanh mà do cái nghiệp duyên mà bây giờ đọa làm súc sanh rất là khổ. Nếu như chúng ta mang thân người mà không cố gắng lo tu thì có khi chúng ta chết đi chúng ta cũng đọa làm súc sanh. Tại vì đâu phải cái việc mà cuộc sống ở thế gian mà chết gọi là hết đâu quý vị. Đều có cái quả báo, mình gieo nhân sao là chịu cái quả báo gì vậy? Nếu như mình bắt hiếu với cha mẹ mình thì con mình bắt hiếu với mình. Nên mình ăn thịt chúng sanh thì thế nào nó cũng ăn thịt mình lại. Từ nơi đó có qua có lại mà. Không thể nào mà nhân quả mà không rõ ràng được. Nên hôm nay tất cả những con vật này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi được thả ra nên ở trong chùa nghe danh hiệu Phật và phát tâm cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nhé. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời đại chúng chúng ta ra trên đường đi dùng cơm nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.